Chào các bạn đã quay trở lại kênh Bất Động Sản ACB Land. Sản phẩm chào bán hôm nay chúng ta là căn hộ Penthouse có diện tích 284m2 tại khu căn hộ Sunrise City, quận 7, tọa lạc tại số 25 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Căn Penthouse tại tòa nhà Sunrise City được thiết kế với tông màu trắng sáng, có diện tích 284m2, gồm 3 phòng ngủ và 2 toilet, trong đó 184m2 thông thủy và 100m2 sân thượng, với tầm nhìn toàn thành phố. Hướng cửa nhìn về hướng đông, hướng view nhìn về hướng tây. Giá đang được giao bán là 14 tỷ đồng. Nếu các bạn quan tâm, vui lòng gọi điện thoại theo số 0983 383 509 để được tư vấn. Các bạn đang xem qua công nghệ VR thực tế ảo View 360 do công ty Bất Động Sản ACB Land thực hiện. Nếu các bạn có nhu cầu mua bán hay cho thuê hoặc ký gửi nhà đất căn hộ, vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo số 0983 383 509 để được tư vấn. Trên màn hình chúng ta đang nhìn là vị trí trung tâm căn Penthouse tại phòng khách, thiết kế rộng rãi, không gian thoáng đãng. Còn bây giờ chúng ta cùng hướng vào màn hình để cùng ACB Land di chuyển tham quan mọi ngóc ngách căn Penthouse đang giao bán nhé các bạn. Everything I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy cho mình một like để giúp mình vượt qua các thuật toán kiểm duyệt tương tác của YouTube. Mọi ý kiến trái chiều các bạn vui lòng comment vào phần mô tả của video này. Mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Và nhớ, đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video bản tin tiếp theo của mình. Empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy cho mình một like để giúp mình vượt qua các thuật toán kiểm duyệt tương tác của YouTube. Mọi ý kiến trái chiều các bạn vui lòng comment vào phần mô tả của video này. Mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Và nhớ, đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video bản tin tiếp theo của mình. I need you to listen, I need you to hear, and don't show